trời của con gái nó khó hiểu quá. Em tỏ tình nó rồi nó bảo em đợi. Em hỏi lý do thì cứ bảo em đợi. Em đợi có phải là phí thời gian không anh? Quá là phí thời gian. Đợi, đợi, đợi con cặc. Em nói thẳng vào mặt nó luôn là bây giờ này là tuổi trẻ bố mày có hạn thôi, cả tuổi thanh xuân bố mày không thể đợi mày được, hiểu không? Đợi cái lồn. Nói thì luôn cho nó nhanh, đợi cái đéo gì đợi, bịt mẹ mày, mày bịt mẹ mày chảnh chó. Bố mày còn nhiều người theo đuổi vãi lồn, hiểu không? Bố mày còn bịt mẹ mày đi làm kiếm tiền, bố mày còn sự nghiệp, hiểu không? Từ công ăn việc làm đến bịt mẹ mày công danh sự nghiệp, bịt mẹ bao nhiêu thời gian, bịt mẹ mày đợi, đợi cái lồn, đợi. Thế em hiểu sao bịt mẹ mày? Nhiều đứa con gái nó nghĩ mình là công chúa, em hiểu không? Nó địt con mẹ mày, nó minh tinh màn bạc, nó địt mẹ nó là cái lồn gì thế? Nó là một cái địt mẹ mày, động vật quý hiếm thế, vãi lồn. Em nhắn tin hả? Ngay bây giờ em nhắn tin thẳng nó luôn là đợi cái lồn. Nhắn thêm chữ địt chị mày nữa.